Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nửa đêm, chồng cũ trở lời diện say khướt đi cầu xin công việc, sống chật vật hậu ly hôn. Hình ảnh mới nhất của Phùng Thiệu Phong khiến không ít người bất ngờ vì cũng có lúc anh phải quỵ lụy đến vậy. Mới đây, trên mạng xã hội vừa bất ngờ xuất hiện một số hình ảnh của Phùng Thiệu Phong khi anh tham gia một tiệc rượu. Có thông tin nam tài tử muốn trao đổi công việc với một vị đạo diễn và các nhà sản xuất nên có mặt tại nhà hàng lúc nửa đêm. Sự có mặt của chồng cũ chủ lời diện gây chú ý. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong đang chào mời đạo diễn và các nhà làm phim, dường như anh đang cố gắng tìm kiếm tài nguyên mới vì đã lâu không có công việc tốt. Trong ảnh, chồng cũ chủ lời diện liên tục nắm tay đạo diễn. Khi người này chuẩn bị rời đi, anh kéo tay lại và thỏa thuận điều gì đó với nét mặt rất thành khẩn. Hành động của Phùng Thiệu Phong khiến không ít cư dân mạng tò mò. Chẳng ai ngờ rằng nam tài tử đình đám ngày nào cũng có lúc mất phong độ như vậy. Trước đây, anh hiếm khi quỵ lụy ai. Có không ít người cho rằng Phùng Thiệu Phong bắt đầu tổ chức sau khi ly hôn chỗ lời diễn, tài nguyên của anh chẳng còn như trước. Dù là thiếu gia nhà giàu nhưng nam tài tử cũng không thể được như trước vì tên tuổi bắt đầu kém lệ vật và lớn tuổi. Trong ảnh, Phùng Thiệu Phong mặc một chiếc áo khoác denim màu xanh, bước ra khỏi quán anh đi hơi loạn trọn, ngả ngà say, dường như Phùng Thiệu Phong đã uống khá nhiều rượu. Có thể nói nam tài tử đang rất nỗ lực lấy lại phong độ đã mất hậu ly hôn. Thực tế ở tuổi 44, Phùng Thiệu Phong không thể nhận được những cái tốt như trước vì dàn diễn viên trẻ tuổi, đẹp trai thế chân. Nhưng xét về kỹ năng diễn xuất, chồng cũ chủ lời diễn vẫn được đánh giá cao. Hơn thế, Phùng Thiệu Phong cũng muốn kén chọn kịch bản để trở lại tỏa sáng thay vì các dự án phim ngôn tình cũ kỹ trước kia. Thời gian này, Phùng Thiệu Phong ít lộ diện vì không có phim mới. Tuy nhiên, anh không tham gia các show truyền hình để độ phụ sóng cũng ngày càng ít. Điều này hoàn toàn trái ngược với vợ cũ chủ lời diễn. Nàng tiệu quất ngay từ khi ly hôn, không chỉ nhan sắc liên hương mà sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.